thành phố New York đang hứng chịu một đại dịch khiến trẻ em nào đều cũng phải mất mạng liên quan đến gián. Susan đang đi vào khu vực cách ly của những đứa trẻ phải đều thở oxy trông rất chật vật. Cô nhìn cảm thấy xót thay cha mẹ của chúng. Bên phía nhà nước họ đang tổ chức buổi họp báo để thông báo sẽ tìm cách giải quyết các sự việc xảy ra những ngày qua và sẽ chế tạo ra loại vaccine để chữa trị cho những đứa trẻ vô tội ấy. Ở một nơi nào đó có người đàn ông đang chạy hối hả lẩn trốn một thứ gì đó rất ghê rợn và còn rất mạnh. Nó đã đập cửa đùng đùng khiến cánh cửa chịu không nổi lực tác động của nó liền văng ra. Người đàn ông thấy vậy liền nhảy từ trên cao xuống, hên làm sao lại đáp xuống ngay giá đỡ của tòa nhà. Thứ ghê rợn kia đang nhìn từ trên cao nhìn xuống chỗ ông, bỗng nhiên giá đỡ không chịu được cân nặng liền rơi xuống và ông cũng xuôi theo. Nhưng lần này không có may mắn nào xảy đến mà là tai họa. Người đàn ông đó rơi từ trên cao xuống hẹo ngay tại chỗ và mắt ông còn không nhắm lại được. Có một đứa bé nhà bên vô tình thu được những cảnh vừa rồi vào tầm mắt. Sau đó thứ ghê rợn đó chính là một con gián khổng lồ các bạn ạ. Nó quá đáng sợ khiến ai nấy nhìn đều phải rùng mình. Con gián kéo người đàn ông đó lê lết trên đường rồi kéo thẳng xuống ống cống. Nhưng đâu dễ dàng như vậy, thân hình của ông ta có chút mũm mĩm nên không dễ dàng kéo xuống chút nào. Sao có thể làm khó được con gián tàn ác kia, nó dùng lực mạnh nhất kéo ông ta xuống và tất nhiên là đã thành công. Sáng hôm sau Peter đang cùng Susan trò chuyện thì bỗng nhưng có cuộc điện thoại cắt ngang. Họ thông báo đêm qua vụ việc của người đàn ông đó cho Peter nghe và anh vội vàng chạy đến. Susan cũng về phòng nghiên cứu của mình và bắt đầu nghiên cứu thêm về loài gián tàn ác đó. Có hai đứa nhóc đem một thùng gì đó lại chỗ Susan, rồi nán lại một lúc cũng rời đi. Tối đó, Susan cùng Jamie đang nghiên cứu thì thùng lạ đó vang lên tiếng chét chét. Hai người đi đến chỗ đó. Susan rất dũng cảm không hề sợ tí nào, cô dùng cây gấp để gấp lên, thì phát hiện đó là một con gián bự bằng bàn tay người. Susan dùng tay cầm lên thì bị nó bám chặt không buông. Susan dùng lực mạnh lắm mới tách nó ra khỏi tay mình. Jamie cũng về nhà, chỉ còn lại Susan trong phòng nghiên cứu. Do lúc nãy cô đã dùng cây kim đâm vào người con gián, nên nó chảy chất lỏng màu trắng rồi bất động tại chỗ. Khi cô đang chăm chú tìm hiểu thì con gián gây tiếng động sau đó biến mất. Susan đi lại bàn đó, coi thì không thấy đâu. Cô cầm cây gấp cúi xuống mớ giấy trong thùng lúc nãy lần mò xem có nó ở đó không, thì kết quả là không, nó đã bay đi đâu rồi các bạn ạ. Bỗng nhiên có một thứ gì đó ngoài sau lưng Susan rơi xuống. Đến khi cô quay lại nó đã bay đi, không là gì khác đó, chính là con gián tàn ác đó chứ đâu. Ông Manny đang đốt điếu thuốc hút thì nghe đứa cháu mình nhìn thấy từ bên ngoài cửa sổ có một con sâu khổng lồ, cũng tò mò đứng dậy đi ra xem nhưng chẳng thấy đâu. Sáng sớm hai ông cháu đi làm lau giày ở một nhà ga thì gặp Susan và Peter đang đi tìm hiểu về con gián kia. Hai người họ đi về phía nhà vệ sinh cũ và phát hiện trong đây có rất nhiều loại trứng màu vàng. Susan cầm lên không cẩn thận làm rớt xuống dưới chân tủ. Peter thỏ tay vào định nhặt và không may làm rớt đèn pin, nhưng không tài nào lấy được. Phía dưới đó chính là con gián tàn ác khổng lồ đang chuẩn bị hé miệng chờ con mồi. Và do Peter lấy không được nên tới lượt Susan thỏ tay vào lấy, nhưng gián khổng lồ đã giơ chân chuẩn bị bắt lấy Susan. Phía bên ngoài từ đâu cảnh sát Leona đi vào bắt hai người đi ra khỏi đó. Susan phải nói rất may mắn khi đã thoát kiếp nạn bị gián hại. Sau khi ra khỏi đó, Peter và Susan cãi nhau một trận với cảnh sát Leona. Cô bỏ Peter lại đó cãi lộn một mình. Susan đi ra đằng sau đứng thì thấy hai ông cháu Manny tính đi lại bắt chuyện, thì Peter đã kéo Susan rời đi nên đành đi theo vậy. Bên này có hai cậu nhóc gan trời đột nhập vào hang ổ của bọn gián xảo quyệt kia. Bọn chúng phát hiện có một quả trứng rất to nên đứa nhóc ốm liền cầm dao rạch một đường, nhưng không rạch được, chắc là bởi vì nó quá dày đi. Cậu bé mập kia phát hiện có thứ gì đó liền soi đèn pin để xem. Thằng nhóc ốm thấy tình hình không ổn nên bèn chuồn đi, nhưng không may đạp chúng phải chất nhầy của gián tàn ác nên bị kìm lại. Cậu bé la hét inh ỏi mà thằng bé mập bỏ mặc anh em của mình tiếp tục soi đèn, sau đó liền bị tấn công và hẹo ngay tại chỗ. Cháu của ông Manny buổi tối trời mưa tầm tã, tự nhiên lại nổi hứng, nhân lúc ông ngủ đi đến hang ổ của gián kia đối diện nhà mình. Khi đi vào thì xung quanh có rất nhiều búp bê hình người, cậu bé liền thích thú vươn tay ra sờ vào. Tự nhiên lúc này thằng bé đó lại gõ vào cái thanh nhạc của mình khiến nó vang lên, và tất nhiên điều đó phải thu hút con gián đó rồi. Hai đầu có hai luồng gì đó khiến cậu bé rất bất an. Susan đi tìm chóp để tìm hiểu vấn đề tại sao loài gián kia lại to như thế. Ông Manny sau khi tỉnh dậy liền gọi cháu mình đi làm chung, thì không thấy đâu một nỗi bất an nổi lên. Manny đến chỗ hang ổ của gián thì không vào được, do ông quá mũm mĩm nên không thể chui vào lỗ đó. Khi nhìn vào, ông thấy đồ chơi của thằng cháu nhà mình. Ông Manny đi xem xung quanh nơi đó, phát hiện có cái ống cống dẫn vào ngôi nhà, liền không chần chừ leo xuống để đi tìm đứa cháu vàng cháu bạc của mình. Khi gặp chót xong thì Susan đến nhà ga tìm hai ông cháu, nhưng không thấy, cô liền ngồi ghế xem lại bức ảnh chụp con gián to được tiến sĩ chót gửi đến nhà cô hôm qua. Khi đang xem, Susan bỗng nhiên nghe tiếng gầm gừ thì đứng lên nhìn về phía đó, phát hiện có cái bóng đi gần đến, thấy không ổn liền quay người rời đi. Nhưng mồi đến tới nơi con quỷ gián đó đâu thể để vụt mất, nó bèn bay đến chỗ Susan và bắt cô đi.
Susan bị nhốt dưới một cái ống cống. Bên Peter lúc này cũng đang cùng Leona đi tìm hiểu hang ổ của bọn rắn đó. Khi cô tỉnh lại, thì đi xem xét tình hình nhặt một cây sắt phòng thân khi nghe có tiếng gì đó. Ngước lên là ông Manny, bên Peter không lúc nào mà hòa hợp hết các bạn ạ, cứ cãi nhau liên miên khi đang cãi nghe tiếng gì phát ra. Từ cửa thông ra, cảnh sát Leona giơ súng lên phòng thủ. Thì lại là ông Manny, ông dẫn hai người họ đến chỗ Susan và dùng cách kéo cô lên. Nhưng không may Leona làm rơi cây đèn pin và phát ra tiếng động. Con rắn rất nhanh đã đến, hai người họ khẩn trương kéo Susan lên rồi chạy đi khi đến toa tàu kéo cửa đóng lại. Nhưng con rắn đã nhanh hơn một bước, nó đã chen được nửa thân của nó vào. Thấy thế Leona xả đạn liên tiếp vào người nó khiến chế nhảy phun ra. Cứ tưởng bình an rồi, ai dè con rắn động đậy dùng chân của nó đâm thẳng vào chân của Leona, khiến anh ta đau đớn xả mưa đạn vào người nó. Peter băng bó vết thương lại và cuộc cãi vã diễn ra đúng là Peter và Leona không thể hòa thuận được các bạn ơi. Bỗng từ đâu một con rắn xuất hiện đâm thẳng vào trong tàu. Cũng may là Susan nhanh nhẹn dùng chất nhảy của con rắn vừa rồi bôi quanh khắp ra xe lửa nên đã thoát được, bởi vì có mùi của rắn nên nó không tấn công nữa. Cả bốn trụng lại tìm cách tiêu diệt bọn chúng, họ quyết định tìm ra con đực để tiêu diệt nó thì sẽ không đẻ ra thêm nữa. Nghĩ là làm Peter cùng Manny bôi chất nhảy rồi đi ra ngoài, họ men theo lối ga xe lửa đi ra. Peter phụ trách sửa điện trong ga đang sửa, bỗng nhiên con rắn từ đâu xuất hiện khiến Peter sợ khiếp vía phải nín thở đợi khi nó đi, liền thở phào một hơi. Bên Manny, ông đi một hồi liền tìm được cháu mình, khi sắp chạm được cháu, con rắn đã ở phía sau ông và sau đó ông đã hẹo. Susan không thể ngồi chờ thêm nên cũng ra ngoài, khi đi ra thì Peter đã sửa thành công hệ thống điện của ga xe lửa. Susan đi ra ngoài thì gặp cháu trai của Manny, cô đưa đứa trẻ đi cùng mình. Đang đi thì gặp Peter, họ thấy Leona đang đi ra ngoài thì con rắn bay từ phía rồi tấn công Leona, khiến anh ta hẹo tại chỗ. Peter đưa Susan và cậu bé lên thang máy đẩy và cùng lúc con đực nó đã tìm đến. Khi thang máy được đưa lên và hai người trèo ra ngoài, Peter không còn đường lui, chạy bừa vào một nơi nào đó, nhưng lại là cái động của bọn nó, khắp nơi đều là rắn. Anh thấy có một cái ống hơi liền cầm gậy đập liên tiếp vào nó, sau đó lấy bật lửa đốt lên nhưng bật lửa lại không bật lên. Đúng lúc bầy rắn đã bao vây xung quanh Peter, ngay tức khắc anh đập gãy ống thoát nước và lửa đã bùng lên. Peter nhảy xuống nước. Trên thị trấn lúc này lửa đang bùng lên, Susan cùng cậu bé chưa hoàn toàn vượt qua kiếp nạn. Từ đâu con rắn nhảy ra từ đám lửa và tiếp cận cậu bé. Ngay lúc này Susan dùng mảnh nhọn rạch tay mình, máu chảy ra thu hút con rắn. Cô thấy phía xa ga xe lửa đang chạy đến, Susan liền dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến xe lửa, sau đó quẹo qua làm con rắn tông thẳng vào xe lửa và hẹo luôn. Susan và cậu bé được cảnh sát đưa ra ngoài. Ngay lúc cô cảm thấy đời này mình đã mất Peter thì anh từ đâu xuất hiện, cả hai ôm chầm lấy nhau và nở nụ cười hạnh phúc. Tin được không? Đây là con rắn đã trải qua nghìn năm tiến hóa. Đáng ngạc nhiên là chúng có thể chiết tế bào kết tinh thành loài người. Chúng sinh sôi nảy nở ở những nơi tối tăm ẩm thấp trong thành phố, mất mấy tháng để có thể phá kén thoát ra. Cách thức nó ra tay rất man dợ, nơi ánh sáng kém và vắng người. Vài năm trước New York bỗng dưng xuất hiện bệnh truyền nhiễm do rắn gây ra, nhiều người đã phải bỏ mạng, thành phố dần rơi vào ảm đạm. Để khắc chế căn bệnh lan ra nhanh chóng mà không có vaccine, chính phủ khởi động một cuộc nghiên cứu bí mật do nhà sinh vật học Remy đại diện. Họ đã hợp nhất thành công DNA của mối và rắn, tạo ra một loài rắn Judas chuyên tiêu diệt đồng loại. Con người đặt nó trong đường ống cống, rất nhanh sau đó những con rắn thông thường đã bị loài mới này tiêu diệt. Điều mọi người không ngờ đến là chỉ trong 3 năm, Judas đã hoàn thành xong quá trình tiến hóa 4.000 năm. Ở phần 1, nam chính Jeremy phát hiện ra hang ổ của Judas, nên đã cho nổ tung nơi này. Mọi người tưởng Judas hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng thực ra vẫn tồn dư những sơ hở không ngờ đến. Chẳng mấy chốc lại nửa năm, Judas có thể tiến hóa thành hình người, đã vậy nó còn nảy sinh tình cảm với con người. Remy là một nhà côn trùng học, hễ có anh chàng nào tán tỉnh cô, Judas tỏ ra ghen tị và sát hại những người đó. Hôm đó có người đàn ông tới gõ cửa nhà Remy, ngó qua khe cửa thì anh ta đang cầm bó hoa. Remy lịch sự từ chối. Sau khi đuổi người đàn ông kia đi, Remy mặc áo mưa chuẩn bị tới nhà hàng. Đi được nửa đường, cô thấy người đàn ông vừa thổ lộ với mình vắt vẻo trên dây điện, có lẽ không còn sống. Trong nhà hàng, Remy đang dùng bữa với đối tượng xem mắt, cô ấy không ngừng nói về niềm yêu thích của mình với côn trùng. Anh chàng kia nhân cơ hội động chạm thân mật với cô, còn nháy mắt tán tỉnh để mình đưa cô về nhà. Không anh bạn, Remy thẳng thừng từ chối rồi kéo xe đi. Cô không biết mình vừa đi, Judas đã xuất hiện đánh ngã anh ta, sau đó kéo anh ta lên mái nhà ném vào trong ống thông gió. Một anh cảnh sát ngang qua một con hẻm, thấy phía trước có thứ nào đó kỳ lạ, anh ngẩng đầu thì thi thể người đàn ông tỏ tình khi nãy rơi xuống. Remy trở thành đối tượng tình nghi nên bị mời về đồn cảnh sát để điều tra. Tuy nhiên họ không tìm được bất cứ manh mối nào. Hơn nữa, cô gái nhỏ gấp 2 lần người đàn ông, lý nào phơi anh ta lên dây điện. Do không có đủ bằng chứng, cảnh sát đành thả Remy về. Hôm đó Remy đang đợi phụ huynh em San tới đón, mòn mỏi suốt vài tiếng đồng hồ vẫn không thấy bố mẹ em ấy.
quả này chắc chờ tới mùa quýt năm sau, Remy quyết định sẽ đưa San về nhà. Tới hành lang đã thấy nó bị chặn lại bởi đống ngổn ngang, Remy tiến gần xem xét, trên ghế còn vương lại chất lỏng màu trắng. Remy xen lẫn nghi hoặc và bất an, cô lớn tiếng xem có ai bên kia không thì một người đàn ông lòi ra, ông ấy dỡ bỏ đồ vật để cứu hai người. Đúng lúc đó, một con rắn khổng lồ từ trên bay xuống, nó ngang nhiên xuống tay với đối phương. Chứng kiến cảnh đó khiến Remy sợ hãi, cô kéo San rời khỏi nơi này, nhưng phía sau cũng không còn đường nào khác, may mà bên cạnh có bình cứu hỏa, Remy dùng nó để đập vỡ khóa. Hai người lập tức chui vào kho, tại đây cả hai gặp cậu học sinh cuối cấp Nicky, để được yên ổn và tránh bạo lực gia đình, cậu mới trú ngụ ở đây. Nghe này, ở đây không còn an toàn nữa, chúng ta buộc rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Ba người không biết con rắn khổng lồ kia đang ở đâu, Remy cầm chiếc máy ảnh vẫn mang theo bên mình hướng ra ngoài để chụp, đột nhiên con rắn khổng lồ vụt qua. Ba người vội vã chạy ra khỏi nhà kho hướng về phía phòng thí nghiệm, nơi đây quen thuộc với Remy, cô kể lại câu chuyện mình đã tạo ra Judas cho hai người. Lúc này Nicky phát hiện một cái vali kỳ lạ, anh mở nó ra thì cả đống ấu trùng Judas con rơi ra. Ba người vội vã khóa chiếc vali, trong khi nhiều con lúc nhúc trên người họ, đấu tranh một hồi cuối cùng cũng xử lý hết đám nhầy nhụa đó. Nơi này không thích hợp để ở lại lâu, muốn rời khỏi trường học phải đi qua hành lang đã bị chặn kia. Remy lấy máy ảnh ra để chụp dò đường trước, xác định không có bóng dáng Judas, bọn họ mới cẩn thận đi tiếp, cuối cùng ba người cũng đến chỗ hành lang bị chặn, họ vội vã gỡ bỏ đồ đạc để chui ra. Đột nhiên cánh cửa phía sau bị Judas đá bay, nó từ từ xuất hiện, ba người bị dọa sợ nhất thời không quyết định được hướng đi của mình tiếp theo. Đến nước này Judas không cần lớp vỏ bọc dối trá này nữa, nó bộc lộ thân hình thật của mình. Thông qua trần nhà, nó bay đến chỗ Remy, cô nhanh tay giơ máy ảnh lên chụp, ánh đèn flash từ máy ảnh thành công đẩy lùi con quái vật. Chẳng mấy chốc ba người đã chui ra khỏi đống đồ vật, để giúp học sinh của mình có thêm thời gian trốn thoát, Remy quyết định làm mồi nhử để giữ chân Judas. Judas dễ dàng phá vỡ bức tường đồ vật, Remy không cẩn thận ngã nhào dưới đất, cô cầm máy ảnh hướng về phía Judas. Đúng vào lúc quan trọng máy ảnh lại hết pin, Remy tưởng đời mình đến đây coi như bỏ nên chuẩn bị sẵn tâm lý, không ngờ Judas lại lấy ra bánh pizza mà cô thích ăn nhất. Remy khi này mới hiểu Judas không có ác cảm với mình. Bên ngoài cảnh sát đã xuất hiện, họ nhắm thẳng Judas mà nổ súng. Remy biết rất rõ súng đạn chẳng là cái đinh gì với Judas. Mấy người vội vã đến trốn trong một phòng hồ sơ, rồi dùng ánh sáng mạnh của đèn bàn để chiếu lên cửa. Điều này giúp họ tránh khỏi Judas tìm đến. Remy lập tức gọi cứu hộ. Bên kia bức tường Judas đã đánh hơi thấy mùi của Remy. Remy đi đến đâu, Judas theo đến đó. Nó đã coi Remy là My Destiny của mình. Nicky nghĩ ra một cách, chỉ cần treo quần áo của Remy lên tường, mùi hương của cô sẽ bám lại ở đó. Ý kiến này hay đó, họ quyết định bắt đầu kế hoạch. Cảnh sát Dead và cậu bé San đi trước, còn Nicky ở lại để giúp Remy. Dead và San thoát ra khỏi tòa nhà, đội cứu hộ đã trực sẵn bên ngoài. Dead yêu cầu đội cứu hộ cho người vào giải cứu hai người còn lại, nhưng đội trưởng đội cứu hộ lại nói hai người họ có khi đã hẹo rồi, họ dự tính bơm khí độc vào để giải quyết Judas. Nghe vậy Dead tức giận cướp lấy một khẩu súng rồi tự mình xông vào trong. Bên này Remy đã thay xong quần áo chuẩn bị rời khỏi đây, hai người mới đi đến hành lang thì Judas trước đó phát hiện và đuổi tới. Bây giờ trong mắt Judas, Nicky chính là tình địch. Để bảo vệ cho Nicky, Remy bị Judas đâm phải. Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong hang ổ của Judas, vết thương của cô đang chảy mù. Remy thẫn thờ đi về phía hành lang, đột nhiên một cảnh sát xuất hiện. Trước lúc họ thả khí độc, người cảnh sát đó đã ôm cô rời khỏi tòa nhà. Mấy ngày sau Remy tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ nói ấu trùng trong người cô đã được loại bỏ hoàn toàn. May mắn những ấu trùng này, ăn các tế bào chết trong cơ thể mới khiến cho Remy hồi phục nhanh đến vậy. Sau khi xuất viện, Remy biết được bố mẹ của San xảy ra chuyện, cô quyết định nhận nuôi San. Remy đưa San về nhà, trên giường cô đột nhiên xuất hiện chiếc vali kinh hoàng hôm nào. Bên trong không còn có ấu trùng con của Judas, chúng quét một mảng lớn trên giường. Remy còn đang không hiểu chuyện gì thì có tiếng gõ cửa, cô cẩn thận mở cửa, thì ra là Dad, anh ta trên tay đang cầm một đóa hoa. Cảm động, Remy đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn, bất thình lình vơ lấy cái kéo cho người kia đi tong. Thực chất Dad này là Judas tạo thành. Cuối cùng Judas đã hẹo dưới tay của người mà hắn yêu thương. Bộ phim đến đây hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem.